Tổng hợp tình hình bầu cử Mỹ ngày 27 tháng 1. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng kênh tin tức 24 giờ online cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình bầu cử Tổng thống Mỹ. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Tổng thống Biden sẽ đẩy nhanh đưa chân dung nữ nô lệ da đen lên tờ $20. Nước Mỹ có tân Ngoại trưởng Mỹ được lòng cả phe Dân Chủ, Cộng Hòa. Cựu Ngoại trưởng Pompeo gia nhập cơ quan mới, tiếp tục tấn công Trung Quốc. Ông Biden lập kỷ lục ký nhiều sắc lệnh nhất trong tuần đầu nhậm chức. Về tình hình cụ thể, Tổng thống Biden sẽ đẩy nhanh đưa chân dung nữ nô lệ da đen lên tờ $20. Theo ABC News, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo kế hoạch khôi phục lại nỗ lực đưa chân dung Harriet Tubman, nhà hoạt động giải phóng nô lệ thời nội chiến Mỹ, lên tờ $20, thay thế chân dung Tổng thống Andrew Jackson. Điều quan trọng là những tờ tiền của chúng ta phải phản ánh lịch sử và sự đa dạng của đất nước, và hình ảnh của Harriet Tubman trên tờ $20 mới chắc chắn sẽ phản ánh điều đó. Vì vậy, chúng tôi đang tìm cách đẩy nhanh nỗ lực đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki khẳng định trong cuộc họp báo hôm 26 tháng 1. Bà Psaki lưu ý Bộ Tài chính Mỹ đã lần đầu tiên ủng hộ nỗ lực đưa Tubman, người phụ nữ gốc Phi nổi tiếng với nỗ lực giải phóng nô lệ trong cuộc nội chiến Mỹ, lên tờ $20. Trước đó, nỗ lực này đã bị trì hoãn dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Bộ Tài chính đang tiến hành những bước đi nhằm nối lại kế hoạch đưa Harriet Tubman lên tờ $20 mới. Bà Psaki cho biết và nói thêm rằng thời gian cụ thể sẽ tùy thuộc vào Bộ Tài chính. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Joy Beatty cùng ngày thông báo bà sẽ đệ trình một dự luật với nội dung yêu cầu bất cứ tờ $20 nào được in sau năm 2024 đều phải làm nổi bật chân dung của Harriet Tubman. Năm 2016, Bộ trưởng Tài chính Jack Liu dưới thời Tổng thống Obama đã thông báo kế hoạch đưa chân dung bà Tubman thay thế Tổng thống Andrew Jackson lên tờ $20 như một nỗ lực cân bằng giới tính trên các đồng tiền của Mỹ. Tuy nhiên, khi thực hiện chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016, ông Donald Trump đã gọi nỗ lực đưa hình ảnh Tubman lên tờ $20 là thuần túy đúng đắn chính trị. Sau đó, năm 2019, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin thông báo với Quốc hội rằng ông không có ý định thực hiện kế hoạch này và một thiết kế mới của đồng $20 sẽ không được lưu hành cho đến năm 2028. Harriet Tubman là một nhà hoạt động nhân đạo người Mỹ gốc Phi và là một điệp viên liên bang trong cuộc nội chiến Mỹ. Tên thật của bà là Araminta Ross, cha mẹ đều là nô lệ da đen. Năm 1849, Harriet Tubman đã chạy trốn khỏi kiếp sống nô lệ và trở thành một nhà hoạt động đi đầu trong đấu tranh vì nhân quyền. Năm 1861, khi cuộc nội chiến ở Mỹ đang bước vào hồi căng thẳng nhất, cựu nữ nô lệ Tubman đã đầu quân cho quân đội liên bang với tư cách là một điệp viên. Cô là người giữ vai trò phát hiện vị trí đặt mìn của lực lượng miền Nam ly khai để báo cho quân liên bang và đồng thời cũng là người góp công rất lớn vào chiến thắng của quân liên bang trong trận đánh ở thượng nguồn sông Combahee, South Carolina. Sau khi kết thúc chiến tranh, Harriet Tubman vẫn không ngừng cống hiến. Bà đi khắp các thành phố của bờ đông nước Mỹ để diễn thuyết ủng hộ cho quyền bầu cử của phụ nữ. Nước Mỹ có tân Ngoại trưởng Mỹ được lòng cả phe Dân Chủ, Cộng Hòa. Thượng viện Mỹ hôm qua 26 tháng 1 bỏ phiếu thông qua đề cử của ông Joe Biden và chính thức xác nhận ông Antony Blinken là Bộ trưởng Ngoại giao. Theo Reuters, Thượng viện 100 ghế đã bỏ phiếu thông qua ứng viên Antony Blinken với 78 phiếu thuận và 22 phiếu chống. Ông Antony Blinken là người thân thiết với ông Joe Biden và từng là quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Phát biểu tuần trước tại Thượng viện, ông Blinken cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh sau thời kỳ nước Mỹ trên hết của cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Blinken cũng tuyên bố sẽ phục hồi nền ngoại giao đang bị tổn hại của Mỹ và xây dựng một mặt trận thống nhất để chống lại những thách thức từ Nga, Trung Quốc, Iran. Hiện Ngoại trưởng thứ 71 phải đối mặt với những thách thức trong việc khôi phục vị thế của Mỹ trên thế giới và củng cố lại một bộ phận cảm thấy mất tinh thần dưới chính quyền ông Trump. Cựu Ngoại trưởng Pompeo gia nhập cơ quan mới, tiếp tục tấn công Trung Quốc. Theo Axios đưa tin, ngày 27 tháng 1, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo sẽ gia nhập Viện Hudson, động thái được đánh giá là nhằm dọn đường cho chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024 và đảm bảo mối liên hệ với Đảng Cộng Hòa. Việc tham gia vào một viện nghiên cứu có tên tuổi như Hudson sẽ cho phép cựu Ngoại trưởng Mỹ có mặt trong các cuộc thảo luận chính sách, thậm chí là có thể chuẩn bị cho việc tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo, Axios bình luận. Trước đó hôm 21 tháng 1, một ngày sau khi ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống, ông Pompeo đăng trên Twitter với nội dung đầy ẩn ý. 1.384 ngày. Trong một động thái khác, tại cuộc phỏng vấn trên Fox News hôm 26 tháng 1, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo đưa ra nhận định Trung Quốc đang tìm kiếm sự mềm mỏng trong quan điểm của chính quyền Biden, hy vọng lật ngược lại loạt chính sách mà Donald Trump đã đề ra trên cương vị Tổng thống. Không nghi ngờ gì về tham vọng của Trung Quốc, tôi tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ không thách thức chính quyền Biden để xem liệu họ có tìm ra con đường phía trước, tiếp tục gây áp lực lên người dân Đài Loan hay không. Tôi hy vọng chính quyền Biden sẽ làm được những gì mà một số chính quyền Mỹ trước đây đã làm, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết. Tuy nhiên, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng nói thêm, ông hài lòng trước những bình luận từ Antony Blinken, người kế nhiệm ông, chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Chúng ta chưa từng thấy điều này kể từ những năm 1930. Không chỉ Mỹ, thế giới cần phải đoàn kết, lên án những hành động tàn bạo ở Tân Cương của Trung Quốc, ngăn chặn việc tiếp diễn các hành động đó, ông Pompeo cho hay. Bên cạnh đó, cựu Ngoại trưởng Pompeo cũng bày tỏ thất vọng khi thấy chính quyền Biden tập trung vào ngữ nghĩa xoa dịu thay vì sử dụng virus Trung Quốc trong các văn bản liên bang. Dịch COVID-19 bắt đầu ở Vũ Hán. Trên thực tế, loại virus này khởi phát từ đó. Chúng tôi biết rằng Trung Quốc đã che đậy điều đó. Họ đã ngăn các bác sĩ và nhà báo muốn nói về điều đó. Tôi nghĩ đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn chưa biết được những thông tin quan trọng nhất về nơi mà loại virus SARS-CoV-2 khởi phát. Đây là những điều mà Bộ Ngoại giao Mỹ đã nói đến khi tôi còn là Ngoại trưởng, ông Pompeo nhấn mạnh. Người dân Mỹ cần biết về nơi dịch bệnh bùng phát. Điều đó quan trọng đối với sức khỏe, sự an toàn, thịnh vượng kinh tế và an ninh của chúng ta. Tôi hy vọng và tin tưởng vào chính quyền Biden sẽ làm những gì mà người dân Mỹ yêu cầu và tiếp tục đối đầu với Trung Quốc, cựu Ngoại trưởng Mỹ cho hay. Tổng thống Biden lập kỷ lục ký nhiều sắc lệnh nhất trong tuần đầu nhậm chức. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lập kỷ lục khi ký tới 37 sắc lệnh hành pháp trong tuần đầu tiên nắm quyền. Song đây là con số chưa được cập nhật hết và số liệu thực tế có thể sẽ cao hơn. Theo tờ New York Post, chỉ trong 6 ngày tại vị, với việc ký 37 lệnh, kể từ sau khi tuyên thệ nhậm chức ngày 20 tháng 1, Tổng thống thứ 46 của Mỹ đã lập kỷ lục ban hành nhiều sắc lệnh hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào trong những ngày đầu tiên ở Nhà Trắng. Hôm 26 tháng 1, ông Biden đã ký 4 sắc lệnh, tất cả đều tập trung vào bình đẳng chủng tộc. Sắc lệnh đầu tiên chỉ đạo Bộ Gia cư và Phát triển đô thị giải quyết vấn đề phân biệt đối xử về nhà ở. Sắc lệnh thứ hai yêu cầu Bộ Tư pháp không gia hạn hợp đồng liên bang với các nhà tù tư nhân. Sắc lệnh thứ ba ra lệnh cho chính phủ liên bang liên kết với các chính quyền các bộ lạc. Sắc lệnh thứ tư lên án thành kiến kỳ thị người châu Á, tình trạng gia tăng đột biến sau đại dịch COVID-19. Tân Tổng thống cũng đã ký 10 sắc lệnh liên quan đến việc viện dẫn đạo luật, sản xuất quốc phòng và kích hoạt phản ứng của chính quyền trong nỗ lực chống đại dịch COVID-19. Ông cũng ký 15 sắc lệnh đảo ngược các chính sách của người tiền nhiệm. Trong số 15 sắc lệnh đó, có sắc lệnh tạm dừng xây dựng bức tường biên giới phía Nam và lệnh cấm nhập cảnh từ các quốc gia Hồi giáo. Các sắc lệnh khác bao gồm việc đưa Mỹ gia nhập lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, thỏa thuận mà ông Trump rút khỏi từ năm 2017, cũng như dừng việc đưa Mỹ ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Ông Biden đã ký các sắc lệnh gia hạn tạm dừng thu hồi và lấy lại tài sản, hoãn thanh toán khoản nợ cho sinh viên, cũng như tạm dừng xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL. Đồng thời, ông ký sắc lệnh hủy bỏ các nỗ lực của chính quyền tiền nhiệm nhằm loại người nhập cư không có giấy tờ khỏi cuộc điều tra dân số Mỹ. Một lệnh hành pháp khác do ông Biden ký cũng nêu rõ việc cấm phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Trong một hành động khác, ông Biden kêu gọi Quốc hội cấp quy chế nhằm bảo vệ hàng trăm nghìn người nhập cư trẻ tuổi khỏi bị trục xuất. Ông Trump đã tìm cách bỏ chương trình này nhưng bị các tòa án liên bang ngăn chặn. Về chiến lược đối phó với đại dịch COVID-19, ông Biden đã ban hành sắc lệnh thành lập hội đồng xét nghiệm, tập trung vào việc tăng cường xét nghiệm trên toàn quốc, đặc biệt là tại các trường đại học. Đồng thời, ông yêu cầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cung cấp hướng dẫn liên bang về việc mở cửa trở lại trường học với mục tiêu đưa phần lớn các trường học mở cửa an toàn trong 100 ngày. Trong khi đó, trong những giờ đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống hồi tháng 1 năm 2017, cựu Tổng thống Trump chỉ ký một sắc lệnh duy nhất nhằm giảm thiểu gánh nặng kinh tế của đạo luật chăm sóc sức khỏe, giá cả phải chăng, được thông qua dưới thời Tổng thống Barack Obama. Hiện người phát ngôn của chính quyền ông Biden vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận về số lượng sắc lệnh kỷ lục này. Bản tin của kênh tin tức 24 giờ online đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình nước Mỹ trong các bản tin tiếp theo. Kính mời quý vị và các bạn đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.